buổi chiều từng đàn chim kéo nhau về tổ ấm gia đình nào cũng về với tổ ấm của mình chiều như mọi ngày lão mèn lại xách cái chai rượu không để những bước chân liêu siêu đi xin rượu nhưng xóm làng này ai gặp lão cũng đều tránh xa vài mét chẳng phải vì người ta kiêng kỵ gì hay ghét bỏ gì mà tại cái tính của lão có tí rượu vào người xin tiền mà người ta không cho ấy lão liền đánh người ta nên thế chẳng ai dám đại cần lão lão mẹ ngày trước là một người giàu có ông cưới được đoan xinh đẹp nhất nhì trong vùng này nhưng xui thay cho cô trong lúc sinh con cô mất máu quá nhiều nên không qua được từ đó ông một mình gà trấn nuôi nóng hào khôn lớn tưởng như nó có hiếu với ông ai ngờ lớn lên nó cặp theo mấy đứa bạn ăn chơi lêu lỏng hư hỏng lầm vào con đường đỏ đen vào một đêm cách đây không lâu hai cha con nhà lão đi chơi không ai thèm trong nhà bọn trộm vào trong nhà cướp hết vàng bạc rồi châm lửa đốt hàng xóm phát hiện ra cùng nhau dập lửa nhưng lửa cháy quá mạnh chẳng mấy chốc chẳng còn gì xót lại sau đêm đó lão chẳng còn lại gì hai cha con phải sống cảnh đầu đường gió chợ hào không chịu nổi cảnh này nên trong lúc ngủ nó đã bỏ đi không một lời từ việt Ông bắt đầu điên dại, suốt ngày tìm đến rượu chè làm bạn. Lão mèn chân nam đã chân chiêu, cái dáng đi chấm chấm vẩy vẩy. Đi đến nhà của ông Dương cũng là một nhà giàu có cùng thời với lão. Thế nhưng, nhà người ta không có thằng con phá gia chi tử nào. Cậu con trai của ông Dương luôn thành công trên con đường của mình đi. Lão mèn đập cánh cổng gào lên. Chúng mày đâu? Đâu hết rồi? Ra dạ đi Nghe thấy tiếng Bà giúp việc ngoài 50 bước ra nói Ông về đi Ông chủ không có nhà đâu Lão mèn gào lên Mày cho tao tiền Mua rượu ừ. Tao tự đi Từ phía trong nhà Ông Dương bước ra nếp sau cánh cửa hỏi Ai thế chị Tường Dạ ông chủ Lão mèn Đại đến xin tiền ạ. Ông Dường móc ra tờ năm chục, đưa cho bà giúp việc đoạn nói. Chị đem ra, đưa cho lão ấy đi. Dạ. Bà giúp việc tiến đến cầm lấy, chạy nhanh ra ngoài đưa cho lão mèn rồi nói. Ông cầm tiền, rồi đi đi. Ở đâu tới mà xin tiền hoài? Người ta cho một lần, rồi cứ nghĩ nghĩa vụ của người ta xin miết thôi à? nói rồi bà quay người đi vào bên trong lão mèn như không nghe thấy những lời của bà giúp việc nói ông chỉ nhìn thấy tờ tiền trên tay ông cầm tiền chạy đuổi theo tờ tiền đang bị gió bay cầm được lão cười ngây ngốc <cười> có tiền có tiền nhậu rồi có tiền mua nhậu ơi lão cầm tờ tiền lê bước chân đi mua rượu khi mua được lão tuồn hết một hơi rồi lững thững đi về nơi trú ẩn của mình trên đường đi mấy đứa nhỏ gặp lão khóc bé cả lên lão mèn về căn nhà của mình đất dựng lên tạm bợ lão sống qua ngày tại bãi đất trống của làng lão ngồi trước cửa nhà rót một ly rượu ra đưa lên miệng uống một hơi như là uống nước đã vậy từ phía xa xa là đám thanh niên phán làng phá xóm đang tụ họp lại làm một thứ gì đấy chúng nó xì xầm to nhỏ với nhau đến khi màn đêm buông xuống. Lão mèn đốt này đây đã say bí tỉ, lão đi vào trong nhà leo lên giường nằm ngủ. Bọn thanh niên liền cất con xe ngoài đường, hai thằng mon men đi vào trong căn nhà của lão. Bọn nó cứ đảo mắt xung quanh, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy chúng nó. Mà trời bây giờ đây đã tối, ai mà đi ngang con đường nhỏ vắng tanh này để làm cái gì? Cứ thế, hai thằng đứng ngay đầu giường nằm của lão mèn. Hai thằng bắt đầu, đèo bà tay chuẩn bị hành động. Thằng cù đưa tay ra sau lưng, lấy một sợi dây thừng, rồi nó bước đến chồng vào cổ của lão mèn, giật mạnh một cái. Lão mèn đưa tay, cua cào xung canh, nhưng nhận lại hai mắt lập lòe, ánh mắt của hai kẻ sát nhân. Một lát sau, lão mèn dần dần chút hơi thở cuối cùng, tắt nệm. Hai thằng liền cởi sợi dây thừng từ cổ lão ra, rồi treo sợi dây thừng trên trần nhà. Cái xác của lão chồng vào trong đó hai thằng dùng sức kéo mạnh một cái tìm lại một chỗ nào đó cứng cáp cột vào hai thằng tìm cái ghế để nằm chỏng trơ trên đất sau đó bước ra bên ngoài và một cái hiện trường tự tử giả đã được dựng lên không một ai hay biết bốn thằng dắt con xe đi xa mới nổ máy rời đi chúng nó tới chỗ gần bờ sông liền cởi bao tay ném xuống dưới từ phía đầu đường có một người đàn ông đeo khẩu trang trùng kín từ đầu bước lại trên tay cầm một sấp tiền 500 đưa cho bốn thằng. Chẳng nói câu nào, sau đó rời đi. Bốn thằng có tiền trong túi, liền phóng con xe chạy lên phố huyện ăn nhậu chơi bởi gái gú, bù khú cả một đêm. Buổi sáng, vài ba tia nắng man mai dọi xuống đường đàng. Người đi chợ đi bán, chẳng ai để ý đến căn nhà rách nát của lão mèn. Cũng chẳng ai, mòn mèn đến gần. Hôm nay ông Giang trưởng tôn đi ngang qua nhà lão để nói vài điều khi đứng trước cửa nhà lão thì đã thấy cái xác của lão lo lửng ở trên đó. Ông Giang miệng nói không thành lời, cứ đứng đó nhìn cái xác một lúc rất lâu mới hoàn hồn, xoay người chạy đi tìm người đến giúp. Khoảng 5 phút sau, phía sau ông đã có thêm bốn thằng thanh niên. Năm người tiến vào nhà của lão mèn, bốn thằng thanh niên cởi sợi dây đưa cái xác xuống dưới đất. Cái xác đôi mắt cứ trợn trừng trừng lên như là chết không cam tâm. Người dân nghe tin lão mèn chết, ùn ùn kéo đến xem Ông Giang tiến đến quan sát thi thể của lão mèn, một lúc sau qua lại đằng sau nói. Ông mèn, ông ấy tự tử rồi, đứa nào chạy qua bên chùa, kêu sư qua đây, cầm liệm cho ông đi. Một thằng thanh niên dung vong chạy đi, khoảng 10 phút sau, phía sau có dẫn theo một vị sư thầy. Này, đã ngoài 50, sư bước vào trong ngồi xuống cạnh xác của lão mèn đưa tay vuốt mắt cho lão nhưng vuốt lần đầu đôi mắt của lão không sụp xuống sư thấy khó hiểu lắm cau mày vuốt lại một lần nữa lần này đôi mắt của lão nhắm tịt vào xong sư quay ra nhìn đằng sau Còn mùa quan tài chưa ông giang ta dạ, tôi kêu bên quan tài chắc cũng sắp đến rồi đó thầy sư thầy gật cô đến trưa thì đám mà tạm bỡ ngay bãi đất trống được dựng lên Người đến cúng viếng chẳng có mấy, chỉ đơn sơ vài người lèo tèo đi cúng rồi về. Trước cái bàn trước cửa nhà, bấy giờ đây cũng chỉ còn mỗi âm giang và sư thầy đang nói chuyện. Bên ngoài trời đắp mây đen kéo đến ỉ ủng, cơn gió thổi mạnh, làm cho cát bụi cứ thế mà bay lên. Âm giang nhìn vào bên ngoài suy si tư. Giờ không biết cái thằng Hảo nó ở đâu. Chả nó chết mà nó không về ơi nói khổ đúng là cha ai khổ bằng ông mèn vợ mất sớm còn thì trôi bởi pha vách đời vừa dứt bên ngoài đổ cơn mưa lớn cơn mưa đến chẳng có một dấu hiệu nào báo trước căn nhà của ông dương cậu con trai của ông đang ngồi trước bộ bàn ghế gỗ đất tiền cười như được mùa vậy ông Dương từ phía bên trong bước ra nhìn cậu con trai khó hiểu đoạn ông hỏi cười cái gì mà dữ vậy dư dư nghe thấy bà mình hỏi liền ngừng cười đáp dạ không có gì dạ con nhớ phải chuyện vui nên con cười thôi ờ à, mày coi à, mà lấy vợ đi Chứ cũng gần 30 rồi chứ ít gì đâu Dạ Để hết con năm nay con tính Ờ mày tính nhanh đi Tao già rồi Cháu ấm bổng tao thèm lắm Bạn bè tao Đứa nào cũng có mà Thôi được rồi Cha để con tính Dứt lời Hắn liền đứng dậy Xoay người đi vào trong phòng của mình Ghi ghi chép chép Ngày mai còn đem lên công trình Bà vì bước ra Tiến đến sau lưng của ông đoạn hỏi Hai cha con ông nói cái gì với nhau Mà nó bỏ lên trên phòng thế Ông tặc lưỡi Tôi kêu nó cưới vợ sớm Cho tôi với bà có chỗ ấm bỏng Mà nó cứ kêu từ từ Chắc nó đợi tôi với bà chết hay sao ấy Phổi phôi cái mồm nhà ông Đừng có nói như vậy Không có tốt đâu <laughs> Tôi cầy ngay Sợ gì chết đứng Nói đoạn Ông đứng dậy đi vào trong phòng Bỏ lại bà Vi ngơ ngác Rồi bà cũng đảo bước đi theo chồng vào trong Tháng cái trời đã sập tối Cơn mưa lớn vẫn không chịu dứt Cứ rời trên mái nhà sập sệ Của lão mèn Bấy giờ đây đã có thêm vài ba người qua để thắp cho lão một nén hương cuối cùng. Ông giang đang từ phía trong màn mưa lâm thâm bước đến, trên đầu là cái nón đá bước vào bên trong ngồi xuống. Đêm này ông cùng sư thầy thầy nhau trông chừng cái đám tang của lão mèn cho toàn vẹn. Hai người thầy nhau canh thắp hương cho lão cả đêm. Đêm đầu tiên trôi qua một cách rất bình yên, buổi sớm cũng chỉ có lác đác người đến cúng viếng, dường như cả cái làng này đều tránh xa lão. Âm ràng nhìn có chút buồn tủi Thở than Chẳng biết Cuộc đời ông mẹ làm những gì Mà đến cái chết Cũng chẳng một người thân cũng viếng nhỉ Lời vừa dứt thì từ bên ngoài Một bóng dáng đàn ông mạnh khảnh Khoác lên trên cái áo đen Trà kín cả đầu Khiến rồng ông giang chẳng nhìn rõ là ai Chỉ biết người này nhìn cái dáng người khoảng chừng ba mươi mấy Rắn bước đi đến lấy một cây nhăn thắp vào trong đưa bái sau một cái, xoay người bước đi thật nhanh. Ông Giang nhìn theo bóng dáng có chút quen mắt, mà chẳng nhớ là ai. Ông tặc lưỡi lắc đầu, xoay người ngồi xuống bàn nhâm nhi tách trà với sư thầy. Tháng đến ngày hôm sau, sư thầy đã định ngày hôm nay là ngày chôn cất của lão mèn. Buổi sáng đã có vài ba người đến bình trại quan tài, ngồi với ông Giang chờ khiêm quan tài đem đi chôn còn hố đã được bọn thanh niên đào sẵn ngoài góc nhỏ sau căn nhà của lão mèn sư thầy thấy ta đến giờ lành cất cao giọng giờ lành ta đến mọi người ơi khiêng quan tài ra bên ngoài hạ táng đi mọi người nhanh chóng đứng dậy trọng dây vào quan tài bây giờ đây chỉ chờ hiệu lệnh là khiêng bốn người đứng xung quanh bốn góc quan tài ông giang được sư thầy giao phó nhiệm vụ bưng lưu hương sư thầy hét lớn lên quan bốn người nhấc quan tài lên bỗng thấy quan tài nặng bất thường bốn người cố hết sức cũng không nhấc lên được bởi vì quan tài nặng đến mức khiến cho cả bốn dù sức đàn ông đấy cũng không thể nhấc nổi dù chỉ một chút giống như cái quan tài này làm bằng đá vậy sư thầy liền qua lại đằng sau nhìn khi thấy một luồng khí đen bay ngang qua chỗ sau đó vòng vòng xung quanh quan tài, sư thầy nhanh chóng bước đến đập lớn kinh phật. khoảng độ 10 phút sau luồng khí đen bay biến đi mất, sư mới ngừng niệm phật lại đứng dậy. nó lớn với bốn người đàn ông đang đứng nép vào trong vách. nhấc lên đi, không có sao rồi. bốn người sợ sệt bước lại gần quan tài chia ra mỗi người một góc. một người hét lớn một, hai, ba, lên Lúc này đây, nhấc quân tàn lên có một chút nặng nề, bốn người cùng khiêng theo chân sư thầy ra ngoài cái hố. Bốn người để cho cái quan tài xuống hố, chờ lệnh của sư thầy. Sư ngẩng mặt lên trời, thấy đã đến giờ, liền nói: "Hạ thổ." Bốn người chậm rãi hạ quan tài xuống, thay nhau lấp đất lại, hì hục một giờ sau cuối cùng cũng đắp lên thành một ngôi mộ nhỏ, một ngôi mộ sơ so sài, thiêu điều không có lấy một tấm bia. Thấy mọi chuyện đã xong hết, sư thầy cùng với ông Giang xoay người bước vào bên trong. Bên trong đang có tiếng khóc nức nở, nước mắt hòa chung với cơn mưa hắn gào lên. Chà ơi! Con sẽ trả thù! Con xin lỗi con công vệ sớm! Để cha một mình lạnh lẽo thế này cha ơi! Hắn quỷ xuống khóc một lúc sau mới bình tĩnh lại. Hắn với tay nắm lấy một nhúng đất nhỏ bỏ vào trong túi áo khoác đen đứng dậy sai người đi vào bên trong căn nhà rách nát chụp lấy tấm di ảnh của lão mèn nhét vào trong đớp áo sai người chạy thật nhanh trên con đường nông thôn hướng về rừng tràm rừng tràm lâu lắm chưa có người đặt chân vào bên trong trong ấy rất nhiều loại rắn độc nên chẳng ai dám đặt chân đến người ta còn truyền tay nhau rằng cô rừng tràm ấy từng con lão thầy pháp già ở trong đó luyện phép thuật rồi đi trên phố huyện xe duyên cho những người muốn tìm mua bùa yêu. Bốn người bên trại quan tài cũng dài người bỏ đi về. Sự thầy cùng ông Giang để lưu hương với tấm di ảnh của lão mèn ở trên một cái bàn gỗ cũ kỹ, rồi thắp cho lão một nén hương cuối cùng, sau đó cũng rời đi. Buổi chiều cơn gió mát thổi qua, mây đèn kéo đến, đi đùng sấm chớp trên bầu trời, đèn kỉnh kịch cả không gian xung quanh. Người đi ruộng thấy mây kéo đến liền nháo nhào chạy về nhà. Cơn mưa lớn rơi xuống tí tách trên từng mái tồn cũ kỹ. Từ căn nhà hoang nằm sâu trong rừng tràm, một bóng người mặc áo mưa, đội nón che kín khuôn mặt mình, thản thoát chạy thật nhanh trên con đường làng. Nơi hắn muốn tiến đến không có chỗ nào khác, chính là bãi đất trống. Hắn đứng nhìn vào trong, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời đang xuất hiện trong lòng của hắn. Hắn nghiến rằng bước thẳng đến ngôi mộ của lão mèn Quỳ sụp xuống Khóc lóc thản trời than đất Sau đó hắn đứng lên Chạy về căn nhà Nằm đọt thòn trong giữa cánh rừng tràm mênh mông Nơi đó chỉ toàn có bóng tối Hắn chạy nhanh Rất nhanh như rất quen thuộc với nơi này Cơn mưa lớn vẫn cứ dày dừa không chịu dứt. Một đêm bình yên lại trôi qua. Buổi sáng cả bọn thằng cô sau những ngày ăn chơi hết số tiền ấy cũng quay trở về nhà. Cả bọn toàn mồ côi cha, mồ côi mẹ từ nhỏ. Khi lớn cả bọn toàn mướn nhà ở huyện mà ngủ. Ai kêu gì, làm nấy. Đến chuyện tán tận đương tâm, chúng nó cũng còn làm, huống chỉ mấy chuyện nặt vặt. Hôm nay như mọi ngày, thằng Kiệt về đến nhà trọ thay đồ tắm rửa, rồi leo lên trên nệm, định bụng ngủ một giấc để chiều đi chơi tiếp. Đang thiêu thiêu ngủ, bỗng từ bên ngoài thổi vô một luồng gió lạnh lẽo. Hắn mở mắt, đào khắp căn phòng một lượt, chẳng thấy gì ngoài bốn bức tường cũ kỹ, mà nó còn đang nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng. Hắn nhắm mắt ngủ tiếp, độ giam phút sau thì bên tai có tiếng gọi khẻ khẽ. Dậy, dậy đi mày. Hắn nghe tiếng gọi thì giật thót cả tim khi phòng chỉ có một mình mình, làm gì có ai mà gọi cơ chứ. Cố nghĩ xem tiếng gọi đó là ai hay phòng bên cạnh phát ra. Kéo chăn trùm kín cả đầu, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi. Dậy, dậy đi, tao kêu rồi còn ngủ hả? Lúc này sự sợ hãi đã sầm chiếm lý trí bên trong chiếc chăn hắn không ngừng run rẩy mồ hôi bấy giờ có thể thấy đã thấm đẫm cả một chiếc áo đang mặc bên tay lại truyền đến tiếng gọi ấy giọng lúc này có chút tức giận mày cô dậy không thẳng kia dậy hắn càng run rẩy mãnh đẹp hơn đột nhiên chiếc chăn bị kéo tuột xuống khuôn mặt đầy máu và dòi bọ đang nghe cái hàm răng trắng ơn ẩn cười với hắn nhắm tịt hai mắt vào để cố xua đi cái hình ảnh kinh dị ấy trong đầu. Giọng cười lại truyền đến bên tài hắn. Dậy! Dậy đi! Mày phải chết! Để trả đủ những gì chúng mày nợ tao! <laughs> hắn sợ hãi khi nghe tiếng cười kèm với câu nói ấy. Tùng trần hết lớn, chạy nhanh ra ngoài cửa phòng. Không, không, biến đi, biến đi. Đưa tay kéo mạnh cái chốt vài cửa, nhưng mấy giờ cánh cửa như bị một ai đó giữ chặt, không thể nào kéo ra được. Hắn là hét khóc lóc cầu cứu. Có ai không? Có ai không? Cứu, cứu, cứu tôi với. Bên ngoài người ở trọ, đi làm hết chẳng có ai. Mà khu trọ nằm lọt thòn ở trong đó, cách xa khu dân cư vài trăm mét. Cho nên, chẳng có ai có thể giúp hắn thấy không được ai để tâm tín, hắn vội vã xoay người đập đầu mạnh xuống, cầu xin tha cho tôi, tha cho tôi, tôi 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 chỉ là người người ta mượn thôi, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. hắn dập đầu đến bật cả máu, thấy không có định tĩnh gì mới ngẩng lên, khuôn mặt quán bấy giờ đây máu nhuộm đỏ cả một màu, phía trước bây giờ chẳng có ai, hắn chưa kịp vui mừng thì từ phía đằng sau một sợi dây màu đen xiết chặt lấy cổ quán dùng sức lôi về phía sau. Hắn đảo mắt xung quanh như đang cần sự cầu cứu nào đó. Xung quanh làm gì có ai ngoài bốn vách tường vôi trống rỗng. Một lúc sau lưỡi của hắn thẻ ra, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, từ từ gục xuống mà chết đi. Hắn chết đi như cách bọn nó giết chết lão mèn vậy. Một bóng người từ đằng sau tan biến ngay sau đó, tại ngôi nhà nằm nọt thỏn giữa cánh rừng tràm. Hào đang đứng trước bàn lễ, nở ra một nụ cười tàn ác dường như vừa làm ra một thứ gì đó hắn đưa tay lấy cây bút rạch lên chữ kiệt mấy cái phía dưới tên kiệt còn kèm theo ba cái tên đó là cổ tân sơn hắn dặn mạnh cây bút đến chữ tân nghiến rằng nghiến lợi mẹ cái chúng mày là ai ai sai chúng mày Hắn gục xuống bởi khóc nước nở như một đứa trẻ sau bao nhiêu năm rời xa cha mình, hắn nhận ra rất nhiều điều. Sau khi học pháp trở về, chỉ muốn chăm sóc cho cha mình phần đời còn lại. Ai ngờ đâu, về thì cha đã không còn. Một lúc sau đôi mắt của hắn nhòe đi, say sầm mặt mày, ngã cục xuống dưới đất. Đến khi tỉnh lại bên ngoài trời đã sụp tối, xung quanh còn vang lên những tiếng ếch nháy, ảnh ương, kêu ị à, ị oạp. Hắn khó khăn ngồi dậy, cơ thể dường như đã dã rời không còn cử động được. Ngồi đó suy nghĩ một lúc thì mới chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy. Bước ra bên ngoài, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Nhưng bây giờ, chỉ là một màu đen kỉnh kịt. Hắn ngồi xuống cái lưu nước rửa mặt mình, rồi xoay người đi vào bên trong nhà, ngã lưng xuống cái giường trai đang nằm. Các tay lên chán suy nghĩ về thời gian còn ở cùng với cha. Cho dù hắn quậy phá như thế nào Ông ấy vẫn cố mà nhỏ nhẹ với hắn Chờ bao giờ trời mắng hay đánh đập gì cả Hai dòng nước mắt cứ thế tuồn rơi xuống trên khuôn mặt của hắn ta Hắn càng nghĩ càng căm thù cái bọn đã giết chết cha mình Hắn nghiến rằng nghiến lợi Mạc Kiếp Ối mày ngày mai Tao sẽ hộp phép Tao sẽ giết từng thằng từng thằng Hắn nhắm mắt tịnh thần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Trước nhà trọ của Kiệt bấy giờ đây, ba thằng bạn thân đã bước đến trước cửa. Thằng cù tiến lên gõ cửa, gọi lớn. Kiệt ơi! Kiệt! Ngủ cái chó gì ngủ sớm thế? Bên trong vẫn im ỉm không một chút động tĩnh. Thằng cù dùng sức đập cửa, những tiếng bùng bùng vang lên, làm cho hai ba người ở bên phòng bên cạnh bực tức đi ra chửi. Này, chúng mày không cho ai ngủ à? Thằng cu liền chỉ tay qua bên người đàn ông. Nhà ông có máy cắt không? Mượn cái. Có. Mà chúng mày làm, làm cái gì thì làm, đừng có mà phá giấc ngủ người khác. Thằng cu liền bước sang mượn cái máy cắt cầm tay, nó bắt đầu mở máy cắt cánh cửa. Một lúc sau cánh cửa được mở ra, đập vào mắt ba thằng bây giờ đây là xác của Kiệt đang nằm trợn trừng trừng mắt trắng dã. Ba thằng liền lao vào ôm lấy thằng Kiệt mà khóc lóc. Chủ trọ hay tin, vội vàng chạy qua xem xét. Đến trưa, thì đám tăng thằng Kiệt diễn ra tại dãy trọ. Chủ trọ thấy nó không có nhà, không có cửa, đo thường tình, cũng đành thôi. Trò làm tại chỗ dãy trọ, xong cho đi hỏa táng, chứ đất đầu mà chôn. Đến dự đám tang của thằng Kiệt, toàn là đám bạn xã hội của nó. Đám tang được diễn ra bình thường. Khi tới ngày hỏa táng Kiệt về, hũ cốt cũng được ba thằng bạn thân của nó đem lên chùa cất giữ. Mặt ai cũng buồn sầu và tuổi lắm, sống với nhau mấy chục năm mà giờ đây âm dương cách biệt. Ai về nhà nấy chẳng nói với nhau một câu. Thằng cụ về đến nhà trọ, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo, rồi nó ngồi trên chiếc giường làm bằng sắt này đã cũ. Nó chỉ cần nhét người nhẹ thì cái giường rất kêu lên cỏ kẹt, nghe rất khó chịu. Thế nhưng Chiếc giường đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của bốn thằng bạn thân. Giờ đây chỉ còn ba. Cụ ngồi đó nhớ đến từng kỷ niệm mà bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Khoảng chừng 5 phút sau, nó cũng đã bình tĩnh trở lại, xoay người nằm trên giường. Bên ngoài vẫn chút xuống từng hạt mưa nặng nề. Mái tồn cứ nghiền lộp độp, lộp độp. Cô vừa nhắm mắt sau những ngày thức bên quan tài của thằng bạn thân Trợn bên tai của nó có tiếng hạt mưa rơi xuống sàn, nghe cứ tí tà tí tách. Nó mở mắt giật mình thoát tim vì bây giờ đây đang đứng trong bóng tối một người đàn ông ướt sũng qua lưng về phía của nó. Thằng cù giọng run run hỏi. Ông, ông, ông là ai? Tại sao vào nhà tôi được? Người đàn ông không đáp, chỉ đứng nghe ở đó bất động. Nó muốn hỏi nữa, thì người đàn ông chậm rãi xoay mặt lại. Nó thấy mặt người đàn ông thì thất kinh, miệng há lớn, nói không thành lời, Giọng người đàn ông vang vọng như từ cõi nào đó vọng về. Ai? Ai sai hoạch giết áo? Oh. Nó quỷ sụp xuống ở dưới đầu giường mà dập đầu cầu xin sự tha thứ từ lão mèn. Thế nhưng điều lão hỏi nó không trả lời. Một cánh tay tung lấy cổ của nó nhấc bổng lên gần giọng hỏi thêm một lần nữa. Ai? Ai sai mày giết tao? Tôi, tôi... 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 tôi không biết. Mày không biết. Thế thì mày đừng sống nữa. Cánh tay của lão mèn càng siết càng chặt cổ của thằng cổ do lên cao. Nó càng vùng vẫy trên không trung, nhưng cánh tay của lão mèn càng lúc càng siết chặt hơn. Một lúc sau, nó cũng dần dần chút hơi thở cuối cùng mà chết đi. Lão mèn, nên ném văng nó xuống như ném một món đồ cầm thường tiếc. Lít nhìn nó một cái cười một cách đầy tà dị, dần dần sau đó biến mất. Trên sàn chỉ còn đọng lại vài giọt nước đen kỉnh kịt. Vụng nước đó bốc lên cái mùi hôi tanh, không thể chịu nổi. Tại ngôi nhà nằm giữa rừng tràm, hào cười lên một cách điên dại. Mái tóc dài của hắn ta đã buông thỏa xuống, dối bù. Trông hắn bây giờ đây như một gã khủng điên, mái tóc đằng từ màu đen chuyển sang màu trắng bạc, đôi mắt tối sầm lại, hắn ngã quỵ xuống. Khuôn mặt dần dần hiện lên những nếp nhăn nhèo như một âm giả vậy. Trông hắn ta bây giờ chẳng khác nào một người đã qua 50 tuổi. Đến khi mặt trời buông xuống, xung quanh là những tiếng ếch nhái, kêu lên cứ ộp à, ộp ẹp. Cánh rừng tràm ngập nước sau cơn mưa lớn, hào mở mắt sau khi bị ngất quá lâu, hò cổ cổ mấy tiếng, Sợ lên khuôn mặt của mình thấy rất nhiều nếp nhăn Hắn cười khổ Có lẽ sự đánh đổi này Là thích đáng Nói đoạn hắn chống tay ngồi dậy Đi rửa mặt rồi trở về giường Nằm xuống hai tay buông thõng đột nhiên Cánh tay chuyển đến cảm giác đau nhức Hắn khó khăn nhìn xuống Thì thấy một con rắn màu xanh nhỏ Đang cắn vào cánh tay của mình Hắn muốn ném con rắn còn một bên Thế nhưng cánh tay không thể nhấc lên được Cho dù hắn đang cố sức Hay vịn vào cũng không được hắn cào lên biến biến cho tao thế nhưng càng lúc càng nhiều rắn bò quanh người hắn chồng một đát đã đến cả nghìn con bò quanh người hắn con nào con ấy đều lấy cơ thể quán ra mở cắn cơ thể chẳng nhúc nhích được gì nên đành mặc kệ cho bọn nó làm gì thì làm hắn dường như cảm nhận được bọn rắn đang nhả thứ gì đó vào trong người của mình khoảng độ 10 phút sau hắn mới mở mắt ra thì cảm giác đau nhức đã biến thì bầu mắt. Nhìn xuống dưới cơ thể thì chẳng thấy hình bóng của con rắn nào. Tay chân cử động bình thường để ngồi bật dậy. Dưới hình đèn dầu leo lói, hắn thấy cánh tay của mình chẳng một vết thương do bọn rắn cắn khi nãy gây ra. Còi hết cơ thể của mình, hết một đợt, đúng là chẳng có một vết thương gì. Hắn mỉm cười liền xếp bằng ngồi trên giường, rồi nhập thiền kiểm tra. Đối với một thể pháp thì điều này quá bình thường, Hắn kiểm tra một lượt không thấy gì Chỉ thấy cơ thể có một luồng khí tà Chạy quanh mạch tượng Bỗng một giọng nói giả nua Vào lên trong tâm trí của hắn <laughs> Cậu trai trẻ Tại sao chọn con đường tà đạo sống thế Hắn liền đớn tiếng hỏi Ai? Ai đây? Sao không ra đây nói chuyện mà có thần thần bí bí Giọng cười giả nua lại vang lên <laughs> Ta ở trong cơ thể của cậu Đừng có tìm nữa Hãy nhắm mắt cảm nhận đi Hắn hoài nghi Nên không biết có tin lời của người thần bí nói hay không Giọng kia lại vang lên Đừng nghĩ tào lao Nhắm mặt Có thể đọc được những gì cậu đang nghĩ đó Hắn ta lắc đầu tặc lưỡi Nhắm nghiền hai mắt lại Cho tới khi mở mắt ra Đã chuyển tới một nơi khác Chứ không phải căn nhà cũ kỹ Nằm giữa rừng tràm Nơi này có chim hót điếu no Suối chảy dốc rách Chẳng có tiếng gì Ngoài tiếng du dương của thiên nhiên Khi nhìn kỹ lại Nước của con suối có màu đỏ Chứ không có giống nước suối thông thường Một giọng của ông già cất lên Để qua đây Ta có việc cần nhờ Hắn co mày nhìn qua bên dưới gốc cây cổ thụ lâu năm Xùm xuê tán cây Gốc cây phải to gần 4 năm người ôm mới xuể Hắn chậm rãi bước qua bên đó Ngồi đối diện với lão già Khi mà nhìn thấy khuôn mặt của lão già hắn ngỡ người Nhìn lão này chẳng khác gì sư phụ của mình là mấy. Từ dâu tóc cho đến cặp chân mày, lão già nhìn hắn, cười cười. Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên. Thấy tôi giống sư phụ của cậu lắm đúng không? Hắn gật cù, ông già nói tiếp. Tôi với sư phụ cậu là anh em sinh đổi đó. Nghe vậy, hắn ngạc nhiên từ đó tôi giờ học phép năm sáu năm trời cô nghe sư phụ nhắc đến vấn đề này đâu ông già không để hắn ta tà... ta tên là lâm trung là anh của sư phụ cậu ta do học tả phép nên bị đuổi ra khỏi môn phái từ lâu lúc ta còn sống hay liên lạc với sư phụ cậu ta sau một đẩn luyện phép bị phản vệ phong ấn trong rừng cây mà cậu có lẽ đã được sư đệ của ta đùa đến đầy đúng không hào gật gù đáp đúng sư phụ kêu tôi tới đây để tránh một tai hương sắp xảy ra lâm trùng gật đầu nói ta biết cậu đang làm trái với luân thưởng đạo lý nhưng mà ta sẽ giúp cậu hả Lão nhếch mép cười tà mị. Hào giờ biết mọi chuyện mình đã bạn lộ. Nếu mà sư phụ biết mình làm những chuyện như thế này, có thể bị đuổi ra khỏi môn phái. Có khi còn hơn như thế nữa. Thế bây giờ đây, hắn phải chiều theo lão già lâm Trung này. Lão già rót một ly trà, đẩy nhẹ qua bên hắn. Khi mà hắn nhìn vào ly trà, toàn bộ nước bên trong toàn có màu đỏ. Hắn cầu mày, đích nhìn lâm trung. Lão tà cười cười nói cậu uống đi. Đây là máu của những đứa con ta. Nó sẽ giúp cậu, chứ không có hại đâu mà lo. Nghe vậy, hắn có chút e ngại, rồi tin theo lời của lão già nhấc ly trà, uống hết một ngụm. Vừa uống, hắn có cảm giác một luồng khí gì đó chạy quanh cơ thể hừng hực khí thế. Từng nhúm tóc dài quán chậm rãi rớt xuống đất, những nếp nhăn dần dần biến mất, trở lại cho hắn một khuôn mặt khá tuấn tú của tuổi đôi mươi. Vội vàng đưa tay sờ khuôn mặt của mình không khỏi vui mừng. Đến lúc nhìn lại, lão già đã biến đi đâu mất. Hắn già sức gọn lớn. Lão già! Lão già! Ông đâu rồi? Thế nhưng đáp lại hắn, vẫn là tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có bóng người nào. Hắn chậm từ suy nghĩ. Đến khi một thứ gì đó nhíu chặt đôi mắt lại, khiến cho hắn có cách nào cũng không mở ra được cho tới khi mở mắt được Thì hắn đã trở về ngôi nhà cũ kỹ Hắn liền kiểm tra cơ thể của mình thở vào một hơi Chẳng hề hấn gì Giọng của lão già lâm trung lại vang lên Bây giờ thế sao Hạ chẳng trai trẻ Hắn liền lớn tiếng đắp lại Lão, lão đi đâu? Lão đi đâu rồi? <laughs> cuộc đời cậu còn nhiều thứ xảy ra hơn thế nữa cuộc đời cậu chỉ sống cô độc thôi hắn cười cậy <laughs> sống một mình thì làm sao chẳng phải sợ bất cứ ai đời tôi làm sao phải sợ có chí khí mạnh miệng như thế thì tôi chúc cậu thành công Giờ tôi giúp cậu trả lại cái mối thủ giết cha Nhưng cậu chỉ được giết thêm một người nữa thôi Tại sao? <laughs> Bởi vì còn hai người kia phải chịu tội trước pháp luật Cậu hứa với tôi điều này chứ Cuộc đời của cậu còn nhiều thứ nữa chứ không phải vì một chuyện này đâu Cậu nên nhớ có một người con gái và người vợ cậu đang chờ ở nhà đấy. Nghe đến đây, hắn bất giác dùng mình vì điều đó đã được hắn giấu kín bấy lâu nay. Mà tại sao, lão già lại biết? Giọng của hắn run run hỏi. T tại sao? Tại sao không biết chuyện này? <laughs> Giờ... Không những ta biết chuyện này Mà ta còn biết đến cả việc cậu có còn với sự muội của mình đó Hắn ngớ người Khi nghe cái lão lâm trung này nói Mọi điều lão nói đều chính xác Nước nước miếng dọn run run được, được tôi, tôi nghe theo lời của lão "Giờ <laughs> <laughs> thế này trong cái thôn này còn ẩn danh một người luyện tả ấy Cậu coi làm sao Giết được Thì coi như xong Hào hỏi Đã ở đâu Sao, cho tôi xử lý được chứ Cậu cứ tự tử đi Mối thù giết cha Tên đó sẽ lòi mặt ra Giờ cậu có nghỉ ngơi Bắt đầu hành động sau hào gật đầu mà không một chút suy nghĩ gì nữa nằm ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi đến khi trời sáng hắn trở dậy rửa mặt ra ngoài cây xong xuôi đội cái nón trùm kín khuôn mặt bằng qua khu rừng tới khu chợ đông đúc mua những món đồ cần thiết nhanh chóng quay trở về khu rừng tràm cất mọi thứ vào trong góc rồi đi đến bên bàn cúng đôi từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ phía bên trong chứa một con gì đó đục cục đục cục hắn cầm lấy một cây kim nhỏ chích nhẹ vào ngón tay, nhỏ vài giọt máu liền chảy vào trong cái lọ. Rồi hắn liền lấy một cái nắp đóng kín lại. Xong, hắn cất qua một bên. Trong tâm trí của hắn vang lên giọng nói của Lâm Trung. Nuôi vật tử của mình mà đến giờ nó vẫn chưa thành hình. Hắn nhếch mép cười. Ông có biết, một người trong môn phái nuôi bao nhiêu năm mới thành hình không? Giọng kia đáp lại 10 năm. <laughs> Tôi mới nuôi có 5 năm. Làm sao có thể nuôi nó thành hình được chứ Giọng người đàn ông kia lại cười khà khà Sau đó nói Chỉ cho một cách rất nhanh Là sao? Ông nói đi Sao? Hết đợt này Cậu hãy tìm lấy Nhân viên cho nó uống Nhanh chóng thành hình thôi Hắn cò mày Nhân viên là cái gì? Nó nằm ở đâu? đến lúc đó tôi sẽ chỉ cho cậu bây giờ cậu cứ tu luyện cho sức mạnh của mình đến một cảnh giới nhất định đi hắn liền ngồi xuống nhắm mắt định thần tháo một cái đến khi hắn mở mắt ra bầu trời đã sập tối bên ngoài tiếng ếch nhái tiếng dế vẫn cứ vọng vào từng hồi nghe hết sức khó chịu và cô liêu hắn nhanh chóng thắp đèn dầu lên để còn nấu mì gói để ăn làm xong hết mọi việc hắn trèo lên giường nằm ngủ cho qua ngày hôm nay chẳng biết cái lão lâm trung biến đi đâu mất chẳng thấy nói một câu hắn nhắm mắt một lúc thì phải mở ra vì bên ta lúc này đây đang có tiếng suối chảy vẫn là khung cảnh lúc đầu hắn gặp lão lâm trung nhìn qua bên gốc cây đúng là lão đang ngồi đó uống trà nhâm nhi nhìn hắn mỉm cười hắn nhìn lão bấy giờ giống như nhìn sư phụ mình vội bước qua bên đó, ngồi xuống đối diện, đoạn hỏi. Cả ngày hôm nay, lão chạy đi đâu mất vậy? Ta ở đây, ngắm phong cảnh chứ đi đâu. Lão rót trà đưa qua cho Hào, lúc này ly trà trở về một màu trắng, chứ không còn màu đỏ giống như gặp lão lần đầu. Hắn lúc này mới tin tưởng lão, chẳng đề phòng nữa, cầm lên uống một hơi, để ly trà xuống, hắn bảo nơi này là là nơi nào hả ông già lâm trùng mỉm cười đây là nơi do phép của ta xây dựng một nơi tất cả người trên thế giới này không thể thấy được ta hắn không ngờ phép của lão có thể mạnh đến mức có thể tự xây cho mình một thế giới riêng độc lập không liên quan đến ai hai người thảo luận mọi thứ trên đời cho đến khi từ phía sau lưng của họ xuất hiện một luồng sáng khiến đôi hắn ra bên ngoài. Cuộc trò chuyện cũng vì thế mà dừng lại. Hắn mở mắt ra nhìn bên ngoài, thấy trời đã sáng. Hắn liền quanh chân, ngồi trên giường tịnh thần. Tại căn nhà trọ của thằng cô, người ở gần đó bỗng ngửi thấy mùi hôi thối, bốc ra thoang thoảng đâu đây. Vội đi tìm kiếm cái mùi đó phát ra từ đâu, tìm một lúc thì đứng trước cửa phòng của thằng cô. Bởi vì từ trong đó, mùi đang bốc ra nồng đặc một người đàn ông gõ cửa gọi. Cô ơi! Cô! Mày có sao không cô ơi? Thế nhưng bên trong vẫn im ỉm không có một tiếng động. Thấy hơi nghi ngờ, người đàn ông liền nói. Đâu, đâu, lấy cho tôi mượn cái gì, để phá cửa xem nào. Một lúc sau, thì tất cả mọi người cũng tục trung để phá cánh cửa. Vài ba tiếng sau, cánh cửa cũng được phá chốt. Người đàn ông đẩy nhẹ, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi của đám người vội đưa tay bịt lấy cánh mũi đám người lao nhanh vào bên trong coi có chuyện gì không mà mùi hôi thối đến như vậy khi mà thấy cái xác của thằng cô nằm trên giường với một tư thế kỳ lạ mặt cúi gầm xuống tay thả lỏng cả đám người thất kinh chạy vội ra bên ngoài Bây giờ chỉ còn người đàn ông ông ấy tiến đến cố nín thở lật thi thể của thằng cô lên rồi vụt lôi ra đứng nhìn cái tư thể của thằng cô mùi hôi thối mỗi lúc một nồng nặc người ta chẳng biết làm sao từ trước đến giờ thấy nó chạy xe ầm ầm mà nay nằm thẳng cẳng ở đây chết không ai biết rồi đám tang của thằng Cù được diễn ra như thường thằng tân với thằng sơn biết tin chạy qua ngồi cạnh quan tài thằng bạn khóc lóc thảm thiết lắm đây là lần thứ hai chúng nó chứng kiến cái chết của thằng bạn thân bọn nó lại âm dương cách biệt thêm một lần nữa đám tang của thằng cụ chỉ có đám bạn xã hội tới cúng viếng thắp nhang ngoài ra chẳng có ai. Chẳng biết ngày hôm nay thế nào, mà gió nổi như cơn sóng vậy, mây đèn kéo đến đen kịt cả bầu trời. Gió thổi lung lay cả căn dạp, được che trước cửa nhà trọ. Sơn và Tân khuôn mặt dường như đã thiếu sắc nhiều khi những chuyện buồn liên tiếp sập đến. Giờ chỉ còn hai thằng ngồi trên chiếc giường sắt cũ kỹ, nhìn ra màn mưa trắng xóa. Thằng Sơn suy nghĩ điều gì đó, nói với thằng Tân mày mày có thấy chuyện này lạ ông tân lạ lạ cái gì cái chết của thằng kiệt thằng cụ sao sao tôi thấy nó nó trùng hợp quá trùng hợp trùng hợp chỗ nào thì buổi chiều tao có hỏi mấy người gần đây nói đều đều là kiểu chết đột quỵ nhưng mà đột quỵ kiểu gì mà nhìn cổ nó kìa thằng tân để tay chống cảm suy nghĩ một lát sau mới gật gù nói Ừ Tao tao cũng thấy vậy Nói đến đây nó chở cậu lại Miệng mất máy Này Có khi nào hồn ma của lão mèn về Trả thù không Thằng Sơn liền bụp miệng thằng bạn của mình lại Đảo mắt nhìn ra bên ngoài Còi có ai chú ý đến nó không May mắn thầy bên ngoài mưa rất lớn Át đi kiểu tiếng nói của hai thằng Mẹ mày Mày cùng hả Tân Mày nói thấy người ta nghe được thì có mà đi tù một công. Thấy mình hơi quá lời, tần liền thấp giọng. Mày nghĩ chuyện đó thế nào? Chưa tao mà gặp, là tao chết luôn ấy. Mẹ, mày, mày ngu thế. B muốn gì, tao với mày, xong cái đám này rồi coi thử. Thằng Tân gật gà gật cù, chiều theo ý thằng bạn mình. Hai thằng ngồi đó một đốt với vài người thanh niên bạc trợn, lái con xe nổ như súng tới. Bọn nó thắp nhang cho thằng cô rồi ngồi trong nhà trọ nhậu nhẹt. Từ khi đám ma thằng cổ diễn ra, cả xóm trọ này chẳng nhà nào ngủ nghe được gì. Cứ nằm một đúc thì nghe có con xe nổ tiếng như súng lái tới. Người ta nhìn qua đám ma thì cũng chỉ biết lắc đầu. Nghĩa tử là nghĩa tận, thôi thì cố gắng nhịn mấy ngày này cho xong. Rồi mấy ngày trôi qua, xóm làng cũng trở về bình yên như trước ấy mà. Và rồi hai cái chết của hai thằng kia, truyền đến tai của Dư Vừa nghe xong cuộc điện thoại đến từ ai đó, mặt của hắn tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Thằng nào? Thằng nào dám ngăn chặn kế hoạch của tao? Mà quỷ cái chó gì tao giết hết. Dứt lời hắn liền đứng dậy với tay lấy cái áo khoác mặc vào, hầm hầm bước ra bên ngoài sân, tiến đến chỗ chiếc xe mặc kệ trời vẫn đang mưa. Ông Dường nhìn ra. Mày đi đâu? Mưa gió ẩm ẩm thế kia con. Chẳng biết do mưa lớn hay không nghe thấy lời của cha mình mà hắn không đáp lái còn xe đi dưới màn mưa. Ông Dương nhìn theo chửi. Mẹ nó chưa còn với trả cái. Mình nói mà nó chẳng thèm ra dạ ăn lời một câu. Ông tặng lưỡi đi vào bên trong ghế sofa ngồi xuống xem tivi. Dù lái xe được một đốc thì tới ngay đầu thôn đang có một căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn trông rất cổ xưa hắn lái con xe đậu sắt vào vách nhà rồi bước vào từ cửa chính Phía sau nhà có một ông già 60 tuổi với mái tóc bạc trắng đang ngồi trên bộ ghế gỗ nhầm nhi tách trà. Vừa thấy có người xông thẳng vào bên trong giọng có chút khó chịu. Đứa nào vào nhà tao đây! Dư liền lao nhanh vào ngồi đối diện với lão. Lão già thấy là Dư thì cười tươi rói <laughs> có chuyện gì đấy anh Dư? Tìm tôi vào lúc mưa gió chợ trời thế này. Tôi có chuyện, chuyện gấp lắm. Ông ở đấy còn cười. Chuyện gì? Anh cứ nói tôi nghe xem nào. Mẹ, bốn cái thằng hôm bữa mà ông chỉ tôi muốn giết ba thằng Hào đấy. Bọn nó chết hai thằng. Không một lý do. Ông xem có gì kỳ lạ không? Tôi nghe đâu có ma quỷ làm đấy. Lão già nghe vậy thì cao mày đặt ly trà xuống rồi nhắm mắt tính toán điều gì đó. Vài giây sau, lão mở bừng mắt, to lớn. Bài kiếp! Có thằng thầy tà, cũng làm việc này chưa ai? Mà quỷ cái chó gì? Vậy ông mau tìm cách tính toán đi. Tôi mà có mệnh hệ gì, thì ông chẳng có ngàn nào sống thành thơ đâu. Tao biết rồi, đừng có mà hăm dọa tao. Dứt đời lão liền đứng dậy xoay người đi tới bên cái bàn thờ cúng tổ tiên lấy vài ba lá bùa màu đỏ rồi qua lại ghế ngồi xuống để một lá bùa trên bàn đẩy nhẹ qua dư nói cảm này cất kỹ vào bọn thầy cúng kia chắc chưa tìm đến ngày đâu chắc cũng chỉ này mai thôi mà cất giữ cái mạng sống của mình ngày mốt tao xe quà để coi ba mẹ mày đi đâu đó đi đi dư hử một tiếng rồi cầm lá bùa đứng dậy xoay người đi ra ngoài chiếc xe mở cốp ném lá bùa vào bên trong rồi lấy từ trong ra một cái bọc đen xách vào trong nhà ném mạnh lên bảng nói <laughs> một nửa của lão còn một nửa sau vụ việc này là tôi nói rồi xoay người đi ra ngoài xe nổ máy rời đi lão già nhìn theo nhếch mép cười rồi khui cái bọc đen ra Còi số tiền bên trong đưa tay cầm lấy cọc tiền dày cộp, hắn cười canh khách. giờ sau khi rời khỏi nhà lão già, lái xe một mạch về đến nhà của mình, nãy còn xe vào trong sân, rồi đi vào trong nhà thay bộ quần áo, nằm trên tấm nệm. Các tay lền chán suy nghĩ về một chuyện cách đây vài năm trước. Lúc đó, Dừa mới độ chừng hai mươi mấy tuổi, có yêu thầm một cô gái yêu đến một cách điên cuồng. Thế nhưng cô ấy lại là người yêu của Hào. Hắn biết được sự việc ấy, cho nên rất buồn rồi cũng đành dõi theo cô ấy từ đằng sau. Đột nhiên vào một ngày đẹp trời hắn nghe tin cô ấy tự tử, còn nghe đâu là do hào phản bội nên cô gái buồn bã mới dẫn đến tự tử. Hắn nghe được điều ấy thì rất tội căm phẫn. Hắn tự hứa với lòng mình một ngày nào đó sẽ trả thù hào để cho hào còn đau đớn hơn những gì hắn đã chịu đựng. Hắn đã trả thù được việc ấy, thế nhưng không biết người mình muốn trả thù có hay biết việc này hay không. Hắn cười cảnh khạch. Hào ơi, tại sao mày cướp đi người con gái tao yêu? Mày sẽ phải chịu đại những gì đau khổ tao đã phải chịu. Hắn nằm đó cười khủng khục, rồi tự khóc một mình. Một lúc sau mệt mỏi hắn nhắm đôi mắt ngủ thiếp đi. Việc này xảy ra với hắn cả tuần nay rồi. Hào bấy giờ còn chẳng biết ai là chủ mưu trong vụ giết cha mình. Hắn còn đang chìm vào cái khung cảnh do Lâm Trung dựng lên. Hắn ngồi đó nói chuyện với lão một lúc, đoạn hắn hỏi. Bây giờ tôi phải sao đây ông già?" Lâm Trùng chưa vội đáp, nhấc ly trà uống một hớp, bỏ dung đáp. "Giờ cậu giết thằng Tân, con thằng Sơn sẽ biết cả đứng ra." Hắn cậu mày một lúc mới nói. "Được, ông nói thế nào thì thế đó." "Cậu cứ chuẩn bị đi, chuẩn bị mọi thứ thật tốt đi. Hắn gật gù đứng dậy, lần này không cần đường sáng kia mới có thể tắt ra. Hắn lầm nhầm trong miệng thì trước mặt xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Hắn bước vào bên trong, khi ấy mở mắt ra, trở lại căn nhà gỗ với tư thế ngồi trên chiếc giường tre. Hắn cảm thấy con đói cồn cào nhanh chóng tìm có gì ăn, trò qua ngày đoạn tháng. Một đêm nữa, lại trải qua một cách êm xuôi. Những đêm êm xuôi như thế này là chuẩn bị báo cho một cơn rồng tố sắp đổ ập đến. Đã mà của thằng cô diễn ra sau hai ngày, thì Sơn và Tân đưa quan tài của nó lên trên chùa để hỏa táng, rồi sẵn tiện nó gửi hũ cốt của thằng cô tại chùa cùng với hũ cốt của thằng Kiệt. Cả hai thằng lại về nhà trọ của mình sống qua ngày, giờ đây bọn nó chẳng còn thiết tha với chuyện đi chơi gái gú trên huyện. Thằng Tân nằm trên giường, suy nghĩ về những chuyện buồn chuyện vui cùng với thằng Kiệt thằng cô này cả hai đã mất nghĩ đến đầu nước mắt chảy đến đó đột nhiên điện thoại vang lên tần bắt máy đầu dây bên kia giọng của sơn cất lên mày sao rồi có nhớ chuyện kia không chuyện gì thì chuyện đi qua nhà thầy đó ờ tao ta qua luôn đây tao tao với mày đi chung một xe cô máy hít thằng tần đi vào trong nhà vệ sinh thay bộ quần áo khác rồi đứng đợi Xuân qua. Khoảng độ 10 phút sau, thằng Xuân lái con xe qua đón Tân đi qua nhà thầy. Nơi hai thằng đến không chỗ nào khác, chính là ngôi nhà mà ông thầy hôm qua dư đã đến. Đậu con xe vào góc cổng rồi đi vào trong nhà. Ông già mái tóc bọc trắng nhìn hai thằng cao mày hỏi. Hai thằng làm việc kiểu gì? Để cho người ta biết về họ. Hai thằng ngỡ người khi nghe lão già nói thế. Sơn rộng run run hỏi lại. Thầy, thầy thầy nói sao thầy nói sao thầy bộ con chưa hiểu Hừ, chuyện chúng mày giết người có thằng thầy nào biết được nó giết hai thằng bạn chúng mày đấy làm sao như vậy được chúng con giấu kỹ lắm rồi mà kỳ quá sắp tới là hai thằng mày đấy nghe vậy hai thằng liền lao tới túm cánh tay của lão già mà nói thầy 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 ơi thầy, thầy giúp chúng con, chúng con chưa muốn chết thầy ơi. Nó giả dàng tay ra rồi nói với hai thằng. Ngồi lên ghế đi, tao tìm cách cho. Hai thằng nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ lão già tìm cách giúp mình. Lão nhìn sắc mặt của hai thằng như đưa đám, lên đứng dậy đi vào trong buồng lấy ra một cái túi hành nghề, rồi từ trong đôi ra hai lá bùa màu tím, đưa qua dặn dò. Hai đứa mày cất kỹ lá bùa, bọn âm minh khó có thể đến gần hai thằng cầm lấy rối rít cảm ơn nhét đá bùa vào trong túi lão già nhìn hai thằng kẽ nói hai đứa chúng mày về chung phòng mà ở có cái gì tránh được mọi việc cho nhau thằng sơn còn mày hỏi lại chả phải khi trước thầy kêu bọn con ở riêng sao giờ ở chung lốp trước chúng mày bốn ở chung vật xui sẽ đến hoài con giờ thì sao? Mà thôi, muốn sống thì nghe lời tao, muốn chết thì cứ hỏi lắm vào. Nghe vậy, hai thằng chẳng biết phải nói gì thêm, Dạo một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. đỡ già, nhấc đi trà uống một hơi, nào bao trời. Có khi nào, đâm chung quay về công. <laughs> Nếu ông ta muốn thì tôi tiếp. Tại căn nhà gỗ, hào bấy giờ đây lại cho vật tử mình ăn máu xong rồi cất nó đi bừa bãi những thứ cần thiết lên trên bàn chuẩn bị bắt tay vào hành động hôm nay hắn cảm thấy có thể đã chuẩn bị biết đến kẻ đứng sau tất cả những việc hắn vừa dọn đồ lên trên bàn vừa nghiến ra nghiến lợi nếu đôi mắt có thể giết người thì mắt hắn bây giờ đây có thể giết chết rất nhiều người một lúc sau mọi thứ được hắn chuẩn bị lên trên bàn hắn với tay lấy ba quay nhang cắm vào trong nưa rồi lầm bầm thứ gì đó trong miệng bên ngoài đột nhiên đang nắng chăng chăng thì mây đèn ùn ùn kéo đến che khuất cánh mặt trời tân cùng với sơn về đến nhà trọ vừa lúc kịp trời không mưa sơn dắt con xe vào bên trong cười cười nói nói mày quá chưa mưa chứ không táo mày ướt như con chuột tân kéo cánh cửa lại quá chặt sẵn tiện bóp cái ổ khóa lại đây là thói quen của thằng tân mỗi khi đi ngủ Sơn thấy thì cũng mặc kệ, nó muốn làm gì thì nó làm. Nhảy lên trên tấm nệm, nằm xuống, mí mắt dần dần mờ đi bởi vì không chịu nổi sau mấy ngày mệt mỏi tức khuya. Tân nhìn thấy thì cười khẩy chê bai. Mẹ! Thân như con voi, mà yếu, nằm cái ngủ luôn. Bên ngoài đột nhìn có tiếng sấm nổ, vang rền trên bầu trời. làm cho thằng Tân phải giật mình, phải niệm một câu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó nhanh chóng leo lên trên tấm nệm nằm xuống, nó nhắm mắt, nhưng mà chẳng thể nào ngủ được khi mà tiếng gáy của thằng Sơn quá lớn. Nó nằm lệch qua lật lại, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nước rơi tí tà tí tách trên sàn. Thằng Tân có chút nghi ngờ, chả nhẽ nhà trọ của nó bị rột nước hay sao? Nhanh chóng xoay đầu nhìn ra sau lưng, thì chết sững tại chỗ. Khi bấy giờ đây, có một người đàn ông với bộ đồ rách dưới ướt sũng đang đứng đó. Từng giọt nước cứ rời xuống bóp ra cái mùi ngây ngấy, tành hồi không thể chịu được. Khi nhìn đến khuôn mặt của người kia thì nó như chết tiếng. Đó không phải ai khác, chính là lão men bị chúng nó giết chết. Nó ngồi bật dậy, đuôi về phía sau, muốn kêu sơn dậy. Thế nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt, muốn là hết cầu cứu cũng không thể làm được. Cố lanh người thằng Sơn bằng mọi cách Thế nhưng bạn của nó bị cái gì hay sao Mà lay cách nào cũng không dậy Nó ngồi đó trợn đôi mắt nhìn lão mèn Định làm gì tiếp theo Nó từ từ đưa tay ra đằng sau lưng Lấy cái lá bùa giơ lên trước mặt Lão mèn dường như không sợ lá bùa Lão cười lên khảnh khách Thằng Tần nghe tiếng cười Thì cứ thế mà gật đầu như bổ cười Biết lão mèn chuyến này Sẽ giết mình rồi Lão mèn bước lên trên tấm nệm Từng bước từng bước đi của lão đều hiện lên dấu chân màu đen, nước còn động lại vũng. Lão túm lấy cổ của thằng Tân, mặc kệ cho lá bùa trong tay của nó dơ lên không trung, bóp chặt một cái. Thằng Tân chỉ kịp trợn mắt trắng dã, rồi tắt thở ngay lập tức. Lão hất văng thi thể của thằng Tân sang một bên, như hết một món đồ chơi. Lão nhìn qua bên thằng Sơn đang ngủ, mà nghiến răng nghiến lợi, một giọng nói vang lên trong đầu. Cậu nhớ những gì đã hứa với tôi đấy. Giọng của hào đáp lại tôi biết rồi ông không cần nhắc lão mèn bước đến gần sơn vỗ vỗ vào chán của nó một cái nó nhanh chóng mở mắt thì thấy khuôn mặt của lão mèn liền sợ hãi hết toán cả lên lùi về phía sau phía bên ngoài phòng trọ dường như không một ai nghe thấy nhà ai làm việc mấy lão mèn liền cất giọng vàng vàng hỏi nó ai Ai đã sai mày giết tao Hắn lắc đầu ngồi ngậy Miệng không ngừng nói câu tôi không biết Tôi không biết Lão mèn chỉ tay vào cái xác của thằng Tân Gạo lên Mày thấy nó chưa Mày không khai Thì tớ lượt mày Hắn thấy bạn của mình Nằm im bất động Thì sợ lắm Liền nói Chú 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 tôi liên hệ qua số điện thoại Không biết ai Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Não mèn túm lấy quả áo của hắn ta, thế nhưng giọng của Lâm Trung lại vang trong đầu. Não mèn liền dừng tay lại, buông áo của hắn ra, cố kiềm chế sự tức giận của mình, hỏi thêm một lần nữa. Ai? Là ai sai chúng mày? Sơn bây giờ đây, nước mắt nước mũi tèm lem, thút thà thút thít. Tôi, Tôi chỉ biết là lão tẩy thân giới thiệu chúng tôi cho người kia. Ch chứ, chứ dù tôi không biết gì nữa. Sơn quỷ sụp xuống, rồi vái liên tục như tế sao, miệng không ngừng cầu xin. Lão mèn lớn tiếng. Nhà lão thầy kia ở đâu? Ở, 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 ở ngay đầu thôn, căn nhà gỗ cũ, trước, trước nhà có cây bảng. Ngoài tôi ra, tôi, tôi, không biết ở đâu nữa đâu. Lão mèn biết chỗ ở của lão thể kia rồi, nên xoay người bỏ đi, giọng của lão lầm trùng lại vang ra trong đầu. Này, bảo nó đi đọc thú đi. Sơn dập đầu liên tục, miệng không ngừng nói biết rồi. Trong một cái chớp mắt, lão mèn biến mất ngay lập tức. Một hình bóng mờ ảo bay nhanh qua vào trong cơ thể đang đứng sững của Hào hắn ngay lập tức mở đôi mắt nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp, một lúc mới trở về nhịp tim bình thường. Thế nhưng, lần này không còn ngất xỉu nữa, mà chỉ là những cơn đau lồng ngực. Hắn mỉm cười, chưa kịp để cho hắn vui mừng, thì giọng của Lâm Trung lại vang lên trong đầu, thôi thúc hắn đi tìm tên thần. Cần gì phải gấp gáp như vậy? Ta quên nói với cậu Hắn là người trong lúc tập luyện phép Chính hắn đã quấy rối Ném đá giấu tay Để ta trở thành như thế này Còn mối thủ giết bà cậu Cũng chính là hắn Chủ mưu đó Hào nghe thấy mối thủ giết cha Thì không thể nào nguôi ngoai cơn hận thù trong mình Nhanh chóng khoác áo lên Rồi mang theo kết lọ vật tử bên mình Nhanh chóng rời khỏi nhà Trong cơn mưa tầm tã Dưới màn mưa trắng xóa hắn cứ mặc kệ bước chân qua khu rừng tràm, bước đi trên con đường nông thôn tiến đến căn nhà của đầu tôn. Căn nhà này, lúc trước hắn thường đi qua hay để ý chú ý, nhưng không biết căn nhà của ai. Hắn đỏ mắt nhanh trên con đường, một lúc sau đứng trước ngôi nhà gỗ cũ kỹ của lão thầy thân, như trong lời của thằng Sơn. Bên trong nhà dư cùng với lão già đang nhìn ra, thấy bóng ngài lạ lẫm, nhanh chóng bước ra đứng trước cửa, lão thần lên tiếng hỏi. Mày là thằng nào đây? giọng của hào đáp lại tao đến tìm chúng mày đây dư thấy giọng quen quen dường như đã nghe ở đâu đó lớn tiếng hỏi hào mày phải không hào nhìn qua dư tại sao mày lại ở đây hay chính mày là chủ mưu trong vụ giết cha tao dư cười cày <laughs> lúc cha mày chết, mày đang ở đâu? Hắn cào lên. Thì sao là mày? Tại sao? Tại sao là mày? Tại sao mày giết cha tao? Tao với mày, đâu có thủ oán gì đâu. <laughs> mày còn nhớ cái chết của tiên không hào? Nghe đến cái tên đó, Hào có chút suy nghĩ rồi đáp. Tiền Tiền thì luôn quan gì đến mày chứ Tiền không liên quan Không liên quan sao Tao yêu cô Mày có hiểu không Tại sao Tại sao mày để cô tự tử Tại sao Nói đoạn Dù bật khóc như một đứa trẻ Hào thì nghi ngờ chẳng biết cớ làm sao Mà thằng này lại khóc Đớn tiếng hỏi lại Mày có nhầm không? Tiên tự tử là do cô ấy chịu quá nhiều áp lực từ gia đình Cộng thêm cái bệnh ung thư nên mới tự tử Sau sự việc ấy, tao cũng đau lòng Mày nói cái gì vậy? Mày im đi! Tiên chết! Tiên chết rồi! Mày nói cái gì cho được? Là mày! Chính mày phản bội! Tiên mới tự tử! Hào chưa kịp nói hết lời thì một lá bùa xuyên qua màn mưa bay đến một lực xung kích mạnh mẽ đánh thẳng vào lục ngực khiến cho hào đuôi ra sau vài bước ôm lấy ngực khóe miệng chảy máu một lá bùa nữa bay đến hào vội vàng đưa tay cản thế nhưng lá bùa vẫn kèm theo lực xung kích mạnh đánh thẳng vào cánh tay cảm giác đau đớn ban truyền khắp cánh tay hào nghiến răng nghiến lợi nhìn con lão thần con mẹ lão lão chưa hẳn thế lão thần cười nham hiểm Tao <laughs> không chơi hèn Thì đâu sống đến ngày Hôm nay Hào liền bắt ấn Một luồng sáng xuất hiện trước mặt Hào Nhanh chóng hóa thành một con rồng Bày đến bên lão thần Lão cũng nhanh chóng bắt ấn chống đỡ Con rồng màu vàng đột nhiên xuất hiện Sau đó màu đen cũng bày quanh người Bày đến đánh thẳng vào ấn pháp của lão thần ầm một tiếng nổ lớn con rồng bay xuyên qua ấn pháp của lão thần Đánh thẳng vào người của lão Khiến cho lão văng ra ngoài sau Đập vào cánh cửa gỗ ngã đập mặt xuống đất Miệng không ngừng chảy máu hào đang nghĩ chẳng biết làm sao phép của mình mạnh đến thế Chỉ một đòn thôi đã khiến cho lão gục ngã dưới đất Giọng của Lâm Trung bấy giờ vang lên Đừng có nghĩ là phép của ta đó Lúc này, hắn mới hiểu tại sao có làn khói bay xung quanh con rồng của mình. Đột nhiên một luồng sáng ập đến, Hào đưa tay chống đỡ. Nhưng lần này thì phải đỡ hơn rất nhiều. Nhìn qua bên lão thân, lão đứng đó nhìn qua bên này cười nhếch mép. Hào nghiến rằng muốn tung đòn kết liễu. Thế nhưng, chưa kịp bắt ấn thì đã thấy Dư cầm con dao lao đến. Hào liền đánh mạnh con dao ở trên tay Dư rồi xuống đất, gần giọng hỏi. Mày có tin? Tôi giết mày không? dư nhìn hào như muốn ăn tư nuốt sống vậy còn mẹ mày cô ấy chết rồi là người con gái tao thương là người con gái tao thương đó tao không phản bội tao không phản bội tiên mày có hiểu không hào liền dùng chân đạp mạnh vào bụng của dư gào lên biến đi cho tao công an sẽ đến tìm mày ngay thôi Dư bị đạp cho đau đớn, ôm bụng nằm dưới đất. Một luồng ánh sáng nữa đánh tới, trong đầu của Hào chỉ kịp băng giọng của lão lâm trùng. Nhưng đã quá muộn, luồng xa ấy đánh thẳng vào người của Hào, khiến cho hắn bay ra sau, nằm úp mặt xuống đất. Trên vai cháy lên một mảng, da thịt của Hào cũng theo đó cháy bỏng rác. Cảm giác bỏng ấy truyền đến toàn cánh tay, Hào cố chống chọi đứng dậy, lão thân nằm mềm cười nhìn hắn. Cánh tay bị bỏng dưới mưa càng lúc càng đau đớn, giọng của Lâm Trung văng vọng trong đầu. Rằng hãy bắt ấn phép cuối cùng. Hắn ta sẽ giúp cho Hào. Hào cắn răng một cái, cố gắng chịu đau đớn, đưa tay ra trước bắt ấn. Một ánh sáng xuất hiện trước mặt nhanh chóng hóa thành một con rắn lớn cùng với một con mắt cổng lồ. Còn chớp chớp nhìn lão thân. Còn mắt bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ như màu máu vậy, chiếu đến người của lão thần. Lão Mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy con mắt đó xuất hiện kèm với con rắn kia. Dường như không thể cử động nổi, đường rắn đỏ chiếu từ đó đến đây, biến ngang lập tức. Một lúc sau lão thần biến mất ngay tại chỗ, Hào cũng ngớ người khi thấy điều này. Đây, là lần đầu tiên hắn sử dụng đến pháp ấn khó như thế này. Giọng của Lâm Trung cười cười trong đầu, chứng tỏ đây chính là phép của Lâm Trung. Hào gật đầu đi đến bên dư, đấm cho hắn vài cú nữa cho hạ cơn giận sau đó quay trở về căn nhà của mình nằm giữa rừng tràm thu dọn mọi thứ đồ rồi đi đến khi trời sáng dư biết những gì mình làm nó quá tàn nhẫn hối hận với việc mình đã làm cũng đã đi đầu thú cùng với sơn khai báo hết sự việc của mình đã làm giết lão mèn vào ngày hôm nào gồm những ai cả thôn hay cái tin đó thì chấn động bàn tán xôn xao hai vợ chồng ông dương khóc đến ngất cả đi khi nghe tin con trai của mình chủ mưu trong vụ việc giết người. Ngoài đó, Dù còn bị tâm thần nhẹ, dẫn đến nhiều suy nghĩ xa lệch đi mọi thứ, cho nên hắn cũng được giảm nhẹ tội. Nhưng rồi sau này, hắn dần 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 phát điên mà chẳng rõ nguyên do. Thưa quý vị chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây nhé Chúc quý vị ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại Trước khi tắt máy cho xin một like một comment nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều